Kính chào quý vị và các bạn. Trong những số nét đẹp làng quê của các tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu cùng quý vị và các bạn những làng quê nằm yên bình với biết bao nét đẹp về văn hóa, con người. Trong chuyên mục nét đẹp làng quê ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng ngược lên vùng cao huyện Hương Hóa, đến với thôn A Cha để cảm nhận được bầu không khí trong lành, vẻ đẹp hồn hậu, chất phác và những nét văn hóa đặc trưng đã tạo nên cho mảnh đất A Cha có một vẻ đẹp hiếm nơi nào có được. Từ ngã ba Tân Long đi tầm 15 km, chúng tôi đã đến với thôn A Cha, xã A Sinh, huyện Hương Hóa. Dưới màn mưa dịu nhẹ, bản làng của bà con dân tộc thiểu số ở đây dường như yên bình hơn. A Cha được bao bọc bởi những dãy núi nhấp nhô trùng điệp. Bà con miền sơn cước thường ví những ngọn núi chạy dài như cánh tay người cha đang ôm ấp bảo vệ đứa con thơ. Chiếc cổng làng thô mộc dựng ngay đầu thôn giống như nét tính cách giản dị, thuần hậu của người dân A Cha. Bao đời nay, dân bản sống chan hòa với núi rừng, cây cỏ và luôn giữ gìn nét thuần hậu, phong thủy. Thôn A Cha được hình thành từ đời trước, trải qua quá trình tách lập. Giờ đây, A Cha thuộc xã A Sinh, huyện Hương Hóa. Thôn chúng tôi trước đây cuộc sống rất khó khăn, thiên tai thú dữ là mối lo ngại của bà con. Và trước đây quanh năm bà con chỉ biết đi nương, đi rẫy, trồng lúa, trồng ngô. Nhưng bây giờ bà con đã biết chăn nuôi bò, chăn nuôi gà để ổn định kinh tế, có cái ăn cái mặc cho con em được đến trường đầy đủ. Chính nhờ sự đoàn kết, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau nên những khó khăn cũng qua. Giờ đây chúng tôi luôn dạy cho con cháu, thế hệ trẻ sau này phải biết gìn giữ những gì mà cha ông mình đã dựng xây, để rồi ngày càng xây dựng bản làng nó ấm và hạnh phúc. Chính sự đoàn kết đã giúp người dân A Cha, xã A Sinh vượt qua muôn vàn khó khăn. Tinh thần trăm người như một ấy đã góp phần giúp bà con dập tắt ngọn lửa chiến tranh. Từng xông pha lửa đạn nên những ký ức thời chiến luôn in sâu trong trái tim của người lính già Hồ Pơ Rưa và nhiều người cao tuổi ở A Cha. Trong căn nhà sàn ấm cúng, ông say sưa kể về một thời hoa lửa, những câu chuyện như được dốc ra từ cõi lòng. Mình bắt xe mua cho trẻ ngàn cọp cả đàn đã lưng khờ khi giờ anh bèn cọp. Trước đây, bố tôi từng là người lính và sau này tôi cũng tham gia đi lính. Tôi từng bị địch bắt, tra tấn ở chân, ở bụng, nhưng một lòng không chịu khuất phục. Có những lúc chúng tôi ở trong rừng suốt mấy ngày liền, không cơm ăn, lấy nước suối để uống, nhưng chúng tôi vẫn giúp đỡ nhau, xem nhau như anh em ruột thịt. Ở thôn A Cha này, thời đó có nhiều đồng đội cùng đi lính như chúng tôi, nhưng giờ đây người còn, người mất. Tôi hy vọng thế hệ trẻ sau này phải biết gìn giữ, cố gắng học tập để thôn A Cha ngày càng ấm no hơn. Như bao người con khác ở chốn núi rừng miền Tây, ông Hồ Pơ Rưa sống rất thuần hậu, giản dị. Tài sản quý giá nhất đối với ông có lẽ là những tấm huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen. Nó gợi ông nhớ về những tháng ngày đã qua, về những đồng chí đồng đội. Và nó cũng thôi thúc ông làm tốt nghĩa vụ của một cựu chiến binh giữa thời bình. Thưa quý vị và các bạn, tiếng đàn, tiếng hát của bà con ở thôn A Cha đã níu giữ bước chân của bao nhiêu người khi đến với nơi đây. Cũng chính bởi tiếng đàn, tiếng hát ấy đã nối tình cảm thêm gần nhau cho biết bao chàng trai, cô gái. Và quan trọng hơn là chính trong những lời ca tiếng hát đó đã xua tan đi bao muộn phiền của cuộc sống thường ngày, đưa lại những gì tươi đẹp cho cuộc sống hôm nay. Hôm nay, không khí ở nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn A Cha bỗng trở nên rộn rã, vui tươi hơn. Các thành viên trong đội văn nghệ của thôn đang tụ họp ở đây để cùng tập luyện những nhạc khúc truyền thống. Khoác trên mình bộ trang phục truyền thống, già trẻ, gái trai say sưa trò chuyện về những điệu múa và lời hát.
Dịp này, các bậc cao niên cũng truyền dạy cho lớp trẻ cách chế tác, sử dụng các nhạc cụ truyền thống như sập xoàng, thanh la, khèn bè, đàn ta lư. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng đây là con đường ngắn nhất để giữ những nét văn hóa đẹp, truyền thống của dân tộc. Bà con ở A Cha thường đi vòng tròn để hát và múa. Đó chính là thông điệp về tình đoàn kết. Nhờ tình đoàn kết ấy, bà con có ngày hôm nay hòa bình, no ấm, đủ đầy. Và cũng nhờ tình đoàn kết, dân bản mới có thể tấu lên những nhạc khúc yêu đời và vui tươi. Từ đơn vì văn hóa văn nghệ là để mà... Đội văn nghệ được thành lập cách đây khá lâu, còn tôi tham gia vào đội được hơn 10 năm. Lúc mới tham gia, tôi chỉ biết chơi sập xoàng, nhưng dần dần được những người đi trước chỉ dạy, nên giờ đây hầu như loại nhạc cụ nào tôi cũng có thể chơi. Trong đội của chúng tôi thì có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả đều đoàn kết và góp ý cho mỗi cá nhân, giúp cho mỗi người ngày càng hoàn thiện để có những tiết mục hay nhất. Tôi tham gia vào đội khi còn rất trẻ. Lúc thấy bố của tôi đàn hát nên tôi rất thích. Từ đó, tôi được bố tôi dạy cho cách chơi nhạc cụ. Lúc đầu tôi chưa biết cách chơi vì có những loại nhạc cụ rất khó, ví dụ như khèn bè hay đàn ta lư. Khèn bè thì cần có hơi tốt, đàn ta lư thì cần sự uyển chuyển của những ngón tay. Sau một thời gian, tôi đã học và làm được. Tôi đã chỉ dạy cho những người vào sau với mong muốn không để mai một nét đẹp này. Chẳng biết từ bao giờ, tiếng đàn, tiếng hát đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân thôn A Cha. Nó đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và cũng là thương hiệu riêng của bản làng. Có lẽ bởi thế nên những buổi sinh hoạt cộng đồng của bà con không thể thiếu tiếng đàn, tiếng hát. Thưa quý vị và các bạn, một thực tế đáng lo ngại ở các thôn bản thuộc các huyện miền núi đó là tình trạng thiếu việc làm ổn định. Thực tế này đã và đang ảnh hưởng đến đời sống cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Ở thôn A Cha hiện có trên 60 hộ với gần 270 nhân khẩu. Hiện nay đa số bà con đều không có việc làm ổn định, chủ yếu là bám nương rẫy. Tuy nhiên, do diện tích đất sản xuất ít nên bà con đang gặp muôn vàn khó khăn. Chúng tôi ở đây đa số đều làm nương, làm rẫy, chăn nuôi và làm lúa, nhưng diện tích đất ít nên không làm được nhiều. Giờ đây chúng tôi rất mong muốn được các cấp các ngành quan tâm, giúp đỡ cho chúng tôi các lớp đào tạo nghề để chúng tôi có được công việc ổn định, duy trì thu nhập. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng có được một ngành nghề ổn định là mong muốn lớn nhất của bà con hiện nay. Mong rằng sự mong muốn của bà con ở A Cha sẽ được các cấp ngành quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để bà con yên tâm, ổn định và phát triển kinh tế. Đến đây, chuyên mục Nét đẹp làng quê của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.